Trận Pháp vs Đan Mạch, chú lính chỉ dũng cảm không ngán gà chống Gô Loa. Phân tích, nhận định trận Pháp vs Đan Mạch, 23:00 ngày 26 tháng 10. 1. World Cup 2022 cùng chuyên gia bóng đá để hiểu về cuộc nội chiến của bóng đá châu Âu. Phân tích trận Pháp vs Đan Mạch. Pháp đã có khởi đầu như mơ tại World Cup 2022 bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Australia giúp cho thầy trò huấn luyện viên Deschamps chiếm vị trí số 1 bảng D. Nhưng kết quả này chỉ cho thấy Australia là đội lót đường chứ chưa khẳng định được Pháp mạnh như vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng mới nhất của FIFA. Phong độ của Pháp thời gian gần đây thực tế không tốt khi họ chỉ giành được 2 chiến thắng trong 6 lần ra sân vừa qua. Giroud lập cú đúp giúp Pháp thắng ngược 4-1 trước Australia. Ở tuổi 36 và 53 ngày, Giroud là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Les Bleus trong lịch sử World Cup. Anh đồng thời là cầu thủ lớn tuổi thứ 2 lập cú đúp tại World Cup, sau Roger Miller cho Cameroon ở World Cup 1990 khi đã 38 tuổi, sẽ nhiều bàn thắng. Theo tờ Le Parisien, huấn luyện viên Deschamps sẽ không thay đổi hàng công khi Giroud vẫn đá cao nhất. Hỗ trợ cho tiền đạo 36 tuổi vẫn là Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann và Kylian Mbappé. Và người ta chờ lão tướng này ghi bàn để chính thức vượt qua kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Pháp của Thierry Henry, 51 bàn. Tất nhiên, Pháp sẽ xáo trộn hàng phòng ngự vì đã bộc lộ quá nhiều sơ hở sau trận gặp Australia. Trong khi đó, Đan Mạch đang đứng thứ 10 tại bảng xếp hạng mới nhất của FIFA đã có khởi đầu không được như mong đợi khi bị đội chiếu dưới Tunisia xếp thứ 29, cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận ra quân. Eriksen và các đồng đội đã rất nỗ lực nhưng họ không thể chuyển hóa 12 cú dứt điểm, chung đích 6 thành bàn thắng. Huấn luyện viên Kasper Hummel và các cầu thủ Đan Mạch đã đánh bại Pháp trên sân nhà lẫn sân khách trong chiến dịch Nations League gần đây. Vì vậy, họ sẽ không sợ hãi khi bước vào trận đấu với nhà đương kim vô địch. Nên Pháp vẫn được xếp ở cửa trên so với Đan Mạch với kèo chấp 1-2 trên. Trong bối cảnh 5/7 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội và 4/5 trận vừa qua của Đan Mạch đều dưới 2 bàn. Hai đội đều ghi bàn ở 28 trong số 34 lần đụng độ gần đây nhất. Thêm vào đó là Đan Mạch đã ghi bàn ở 12 trong số 18 trận đấu trước đó và Pháp là 14 trong số 21 trận đấu gần nhất. Pháp thời điểm này vẫn sở hữu hàng công ấn tượng liên tục nổ súng nhưng hàng thủ của họ lại không giữ được sự chắc chắn, dự báo sẽ là một trận cầu quá cởi mở. Kèo Pháp, Đan Mạch trở nên hấp dẫn là vì thế. Thông tin tổng hợp soi kèo Pháp vs Đan Mạch. Thống kê 10 trận gần nhất của Pháp. Thống kê 10 trận gần nhất của Đan Mạch. Lịch sử đối đầu Pháp vs Đan Mạch. Thông tin lực lượng Pháp vs Đan Mạch. Pháp, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku, Fredo Kimpembe và Karim Benzema vắng mặt vì chấn thương. Đan Mạch, không có sự thiếu vắng đáng tiếc nào. Đội hình dự kiến Pháp vs Đan Mạch. Pháp 4-3-1-2 Lloris, Pavard, Varane, Cornet, Le Hernandez, Tchouameni, E. Fofana, Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappé. Đan Mạch 4-3-3 Schmeichel, Wout, Kaiser, Christensen, Mejile, Hatzizer, Delaney, Eriksen, Skop Olsen, Dolberg, Damsgaard. Dự đoán Pháp 2-1 Đan Mạch.